nhạc sĩ Cao Minh Thu đã viết ca khúc này để cho Thanh Ngân và chị Thanh Ngọc có cơ hội gửi đến cho bà ngoại của mình là người đã quá cố và cho mẹ.
tỉnh của thầy ra đây nhận quà con nha. Cô Thanh Ngân và cô Thanh Ngọc nhiều. Chúc sự nghiệp của cô hiện tại được thành công.